Cảm ơn các khán giả vẫn đang theo dõi chương trình và tiếp theo đây sẽ là những bản tin tổng hợp. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Mở đầu phần tin tổng hợp ngày hôm nay, bản tin cho biết rằng giới chức khoa học Trung Quốc đã phát triển một loại vaccine dạng hạt nano ngừa COVID-19. Theo nghiên cứu được công bố cho biết, các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát triển một loại vaccine tiềm năng dạng hạt nano mosaic có thể ngăn ngừa các biến thể của virus SARS-CoV-2. Theo đó, các nhà khoa học đã bào chế một loại vaccine dạng hạt nano mosaic hóa trị 4, trong đó có chứa các protein gai của chủng virus SARS-CoV-2 gốc và 3 biến thể lớn gồm alpha, beta và gamma. Protein gai của chủng virus này được coi là đóng một vai trò quan trọng trong việc bám dính và liên kết với tế bào của vật chủ. Do đó, phần lớn các kháng thể vô hiệu hóa khả năng lây lan của virus đều nhắm tới loại protein này. Tuy nhiên, các đột biến từ các biến thể của virus SARS-CoV-2 phân bố rộng rãi trên protein gai dẫn tới khả năng kháng kháng thể lớn cùng khả năng lẫn trốn hệ miễn dịch được hình thành từ các huyết thanh sản sinh sau khi tiêm vaccine phòng bệnh. Từ đó, nó tạo thêm rào cản đối với hiệu quả của các loại vaccine hiện có. Tuy nhiên, cũng theo nghiên cứu nói trên, thì hạt nano trong loại vaccine thử nghiệm này được chứng minh là có khả năng tạo ra các kháng thể trung hòa tương đương hoặc là vượt trội, ngăn ngừa các biến thể của virus SARS-CoV-2 sinh sôi ở chuột và các loài linh trưởng không phải con người với chỉ mức giảm nhỏ nồng độ trung hòa chủng virus gốc. Các nhà nghiên cứu cũng đã thử nghiệm vaccine dạng này để ngăn ngừa các biến thể Omicron và Lambda của virus SARS-CoV-2. Theo đó, hai biến thể chỉ làm giảm nhẹ hiệu quả trung hòa của huyết thanh được sản sinh ra sau khi tiêm vaccine. Điều này cho thấy huyết thanh mới có được sau khi tiêm loại vaccine dạng hạt nano ghép mảnh này có thể tạo ra các phản ứng bảo vệ lớn trước các biến thể đang lưu hành hiện nay. Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng phát hiện trên đã cung cấp bằng chứng về nguyên tắc cho việc phát triển các loại vaccine đa hóa trị để phòng dịch COVID-19 và các biến thể tiềm tàng có thể xuất hiện trong tương lai. Tiếp theo bản tin của chúng tôi cho biết rằng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị phải chống gậy để dự sự kiện. Theo thông tấn xã Reuters đưa tin, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tươi cười và chống gậy để tham dự một sự kiện thuộc đại lễ mừng 70 năm trị vì trong bối cảnh sức khỏe của bà hiện nay vẫn đang gây lo ngại. Theo đó, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị 96 tuổi mới đây đã chống gậy tới sự kiện có tên là A Gallop Through History, được tổ chức gần với lâu đài Windsor, nơi ở của bà ở phía tây thủ đô London. Khán giả đã hoan lên nhiệt liệt khi thấy bà xuất hiện. Và lần gần nhất mà nữ hoàng xuất hiện trước công chúng là vào cuối tháng 3, tại lễ tưởng niệm hoàng thân Philip. Tại sự kiện này, bà cũng đã chống gậy để di chuyển và cần phải có người dìu bà đi. Tuần trước, lần đầu tiên thì bà đã phải hủy dự lễ khai mạc Quốc hội Anh trong gần 60 năm về vấn đề khó đi lại. Và hiện nay tần suất xuất hiện ngày càng ít, cùng với việc nữ hoàng đã nhiễm COVID-19 vào hồi đầu năm, khiến cho vấn đề sức khỏe của bà ngày càng gây lo ngại. Vào tháng trước, nữ hoàng cũng đã chia sẻ cảm giác mệt mỏi và kiệt sức khi bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Đại lễ Bạch Kim kỷ niệm 70 năm trị vì của nữ hoàng Anh kéo dài 4 ngày đã được lên kế hoạch từ đầu tháng 6. Trong đó có các hoạt động như là những buổi lễ hòa nhạc và cuộc diễu hành Dropping the Colour của quân đội Hoàng gia Anh Quốc. Trước đó, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị cũng đã không dự lễ khai mạc quốc hội sau gần 60 năm do khó đi lại. Và điện Buckingham ra tuyên bố cho biết bà tiếp tục gặp các vấn đề về đi lại, tuy nhiên không nói rõ tình trạng sức khỏe của nữ hoàng. Tuy nhiên, cũng cho biết thêm quyết định không dự lễ khai mạc quốc hội mới được đưa ra và vấn đề sức khỏe hiện nay có liên quan tới một số căn bệnh mà bà đã mắc phải từ hồi năm ngoái.
Tiếp nối bản tin của chúng tôi về khoa học công nghệ cho biết rằng một thiết kế tàu ngầm chở khách có 14 cửa sổ. Theo tạp chí Interesting Engineering, vào ngày 15 tháng 5 đưa tin, công ty Hà Lan vừa giới thiệu một thiết kế tàu ngầm sức chứa khoảng 120 hành khách, chạy bằng điện, có thể hoạt động 18 giờ đồng hồ sau một lần sạc. Theo đó, U-Boat World, công ty sản xuất tàu ngầm tư nhân của Hà Lan vừa thiết kế mẫu tàu ngầm chở khách mới mang tên là U-Web. Con tàu này dài khoảng 35m, rộng 7,6m và cao 7m, diện tích sàn rộng khoảng 150m² và có thể dùng cho mục đích giải trí. Chiếc tàu này có thể chở được 120 hành khách, một con số ấn tượng với các dạng tàu ngầm tư nhân. Con tàu này chạy bằng một bộ pin 1,2 MWh dưới sàn và hoạt động được 18 giờ đồng hồ sau một lần sạc. Phương tiện này có thể đạt tốc độ gần 5 km/h dưới nước và lội xuống tới độ sâu khoảng 200m. Ngoài ra, chiếc tàu này cũng được trang bị một hệ thống điện dự phòng có thể kích hoạt trong trường hợp khẩn cấp, giúp duy trì các hệ thống quan trọng trong 96 giờ đồng hồ để đợi đội cứu hộ tới. Ngoài ra, con tàu này có tới 14 cửa sổ với đường kính khoảng 4,5 mét, mang lại tầm nhìn ngoạn mục về khung cảnh dưới biển sâu. Tuy nhiên, biển sâu thường tối khiến cho các hành khách khó quan sát, đặc biệt là vào ban đêm. Và để khắc phục vấn đề này thì chiếc tàu đã được trang bị một hệ thống đèn chiếu dưới nước khổng lồ để cung cấp đủ ánh sáng để cho các hành khách có thể ngắm nhìn xung quanh. Và khi tàu không lặn dưới nước thì phần trên sẽ đóng vai trò là một bon hành khách rộng tới 85m², nơi để có thể cho mọi người tận hưởng không khí trong lành hoặc là để ngắm cảnh biển. Lan can bao quanh toàn bộ con tàu giúp bảo đảm an toàn khi dạo bước ở phía trên. Và hiện nay thì chiếc tàu này vẫn quá đắt đỏ với những người mua bình thường, nhưng có thể là phù hợp với các công ty du lịch dưới biển. Tiếp nối bản tin của chúng tôi cho biết rằng một người đàn ông thoát chết một cách ngoạn mục khỏi hàm của một con cá sấu hung dữ. Theo tờ Guardian đưa tin, một người đàn ông may mắn thoát chết sau khi bị cá sấu nước ngọt ngoám chặt vào cánh tay lúc anh đang bơi trong một hẻm núi tại Adelaide Grove ở Queensland của Australia. Thông tin chi tiết cho biết rằng sau đó thì trực thăng Lifeline Rescue đã đưa người đàn ông này từ công viên quốc gia Lord Hill tới bệnh viện ở địa phương. Tại đây thì người đàn ông này vẫn trong tình trạng ổn định, thế nhưng có nhiều vết thương ở cánh tay, bàn chân và ở nhiều bộ phận khác trên cơ thể. Người đàn ông này ở độ tuổi khoảng 40, đang tham gia một chuyến tham quan công viên và đã bơi trong hẻm núi Adelaide Rose vào ngày 15 tháng 5. Chia sẻ với nhóm cứu hộ, anh cho biết anh đã đối phó với con cá sấu nước ngọt trước khi chạy thoát. Và theo một nhân viên cứu hộ cho biết, người đàn ông đã rất đau đớn và vết cắt thì rất sâu. Người cứu hộ cho biết rằng bệnh nhân nói với chúng tôi rằng con cá sấu có thể dài khoảng từ 2 đến 3 mét. Vì vậy, anh ta được xem là may mắn khi thoát chết. Trực thăng cứu hộ đã gọi đến khu vực này vào khoảng 14 giờ trước khi các thành viên của đội mô tô chở người đàn ông này đến một bãi đáp ở gần đó. Theo người quản lý dịch vụ xe cứu thương cho biết, có một số lượng lớn cá sấu nước ngọt trong khu vực và người này cũng cho biết rằng bình thường thì chúng khá rụt rè, nhưng khi bị bất ngờ, chúng sẽ tỏ ra tấn công một cách rất hung dữ. Và để khép lại chương trình tin tức ngày hôm nay, mời quan sẽ gửi đến quý vị một bản tin cho biết rằng kỷ lục 16 lần chinh phục đỉnh Everest của một nhà leo núi người Anh có tên là... Thưa quý vị, theo hãng tin cho biết rằng ngày 15 tháng 5, họ đã xác nhận nhà leo núi người Anh có tên là Carlton Cole đã phá kỷ lục do chính ông thiết lập khi là lần thứ 16 chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới Everest, hay còn gọi là một đỉnh núi coi như là nóc nhà của thế giới, điều mà chưa một nhà leo núi nước ngoài nào làm được từ trước cho đến nay. Theo vị tổng giám đốc của đơn vị tổ chức chuyến thám hiểm cho biết, nhà leo núi Cole và hai người nước ngoài khác đã cùng 5 người hướng dẫn đã đặt chân lên đỉnh núi Everest vào khoảng 5 giờ 25 phút sáng ngày 15 tháng 5. Và với dấu mốc này thì ông Cole đã chính thức xô đổ kỷ lục do chính mình xác lập với số lần chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới, nhiều hơn bất kỳ nhà leo núi nước ngoài nào khác. Thành tích mới nhất này cũng đã giúp cho nhà leo núi 48 tuổi vượt lên trên so với nhà leo núi người Mỹ David Allenhand, người đã từng 15 lần chinh phục thành công đỉnh Everest. Trên tài khoản mạng xã hội, ông Cole chia sẻ rằng thành công đánh dấu kỷ lục lần thứ 16 này mà không phải là kỷ lục của một người dân địa phương. Và như vậy,
thì ông đã trở thành nhà leo núi đầu tiên chinh phục 3 ngọn núi chỉ trong một mùa vào năm 2013, gồm đỉnh núi Everest với độ cao là hơn 8.800m. Ngoài ra cũng có nhiều lần mà ông cũng đã chinh phục những đỉnh núi khác. Và trước đó thì trong ngày 7 tháng 5 vừa qua thì một hướng dẫn viên leo núi nổi tiếng người Nepal cũng đã xác lập kỷ lục thế giới khi là lần 26 đặt chân lên đỉnh núi Everest. Thưa quý vị, câu chuyện về người leo núi trên đỉnh núi Everest vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức ngày hôm nay. Vì qua xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin được hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.